qua mình có quốc khách đi du lịch ngoài đồi cát nên quay lại clip cho mọi người xem. Hello, chào tất cả mọi người, mình đang ở đồi cát Mũi Né. Đây là điểm du lịch rất đông du khách thường hay đến ở Mũi Né nha, khá là đẹp. Chụp hình bao sóng ảo luôn. Vì là điểm du lịch nên xung quanh đây có khá là nhiều hàng quán bán đồ ăn và đồ uống, có bãi giữ xe cho khách. Quý khách sau khi lên tham quan trên đồi cát và chụp ảnh thì có thể ghé quán nước, ngồi nghỉ ngơi và ủng hộ người dân nơi đây. Sau khi tham quan đồi cát thì mình chở khách ra khu làng chài Mũi Né. Nơi đây là chỗ neo đậu của rất nhiều tàu thuyền đánh bắt hải sản. Quý khách có thể đứng trên bờ và chụp ảnh. Bên dưới là chợ hải sản. Quý khách có thể dễ dàng mua được hải sản tươi sống tại nơi đây. Các bạn tìm kiếm kênh mình bằng cách sau đây nha. Mở ứng dụng YouTube, ở ô tìm kiếm các bạn gõ vào từ khóa Hà Hà TV trong ngoặc kép và sau đó nhấn Enter. Các bạn sẽ thấy hình ảnh của mình mặc áo trắng đội nón cam. Các bạn nhấn vào chữ đăng ký và bật cái chuông bên cạnh, chọn tất cả. Hoặc các bạn có thể tìm từ khóa Hà Hà TV taxi và sau đó nhấn Enter. Nó cũng sẽ hiện lên mấy clip của mình. Các bạn nhấn vào một clip bất kỳ và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha.